Hi, xin chào tất cả anh em nha. Người đi mua lầm, người bán không bao giờ lầm nhé các bạn. Hôm nay Pháp Anh sẽ chỉ cho các bạn và Pháp Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video này. Nếu mà các bạn thấy hay, cho Pháp Anh một cái like và chia sẻ cho mình nha. Và nhớ bấm đăng ký cho mình nha. Thì với chiếc xe này thì hiện bên mình đang bán với cái giá rất là rẻ so với giá thị trường rất là nhiều. Nhưng mà nếu anh em không biết, anh em đi mua là anh em sẽ bị hở. Và nếu anh em bị cò dẫn, cò cái lương tâm thì không sao, mà cò không có lương tâm nó sẽ cắn 20-30 triệu trong này. Và nếu mà nó cắn 20-30 triệu trong này thì các bạn bị dính bẫy nha. Đây là một chiếc xe đời 2019 1.4 các bạn nha. 2019 1.4 đó, là đây là một cái dòng Accent, Accent ha, biển Sài Gòn. Xe này anh em mua về chạy dịch vụ được. Nếu mà thay vì anh em đi chạy Grab ha, chạy Grab mà anh em đi mua một chiếc xe mà chạy Grab mà bây giờ mua mới thì nó sẽ tốn tiền và các bạn sẽ bị mua góp, và nếu mà có tiền thì không sao, mà không có tiền sẽ bị nợ nần nha. Thì sau đây là một con xe màu đỏ rất là nổi các bạn ha. Bãi xe của mình thì rất cũng dễ tìm, chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A nha các bạn. Biển số các bạn thấy đẹp không? 51H502-01. Đây là con Accent. Accent này thì nhìn phía bên ngoài thì chắc chắn một điều, nếu mà những anh em mới chơi xe thì không bao giờ biết, chỉ có bị sập bẫy thôi nha. Nhưng mà xe này là phần đầu không bị đâm đụng nha các bạn. Này xe này là nó bị phần đuôi, nó bị chạy thắng gấp nha. Thắng gấp rồi xe hút đít, nhưng mà làm đẹp lắm, nhìn không bao giờ thấy nha. Lát đây mới tin đúng không? Xe này thì mình cũng lấy mình chạy vòng vòng qua giờ mình thấy rất là ổn định nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Hộp số tự động nha. Xe này thì anh em sẽ có anh em thắc mắc là xe này có chạy dịch vụ gì không? Chắc chắn một điều là cái này là không có nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Bây giờ Pháp Anh sẽ cho các bạn xem nó lỗi cái chỗ nào ha, mà cái giá nó rẻ thị trường rất là nhiều các bạn ha. Anh em nào mua và thích cái biển số này thì liên hệ ha. Xe này thì bên mình bao rút hồ sơ. Đây Pháp Anh sẽ cho các bạn xem ha. Đây là cái phần đít nữa nè. Đinh bấm zin còn nguyên các bạn ha. Đinh bấm zin hãng còn nguyên nè. Qua bên này. Đinh bấm zin hãng còn nguyên luôn các bạn ha. Nó bị lỗi cái phần cốp đó các bạn. Cốp này nè ha. Cốp này nè. Không biết là các bạn nhìn thấy rõ mà. Cái chỉ này là chỉ giả nha các bạn. Chỉ giả. Còn đây là ốc này, là ốc cabo này là có sơn lại nha các bạn nha. Sơn lại nó bùa, các bạn nhìn thấy hai cái màu khác nhau không? Sơn bùa mà không nhìn, nếu mà nhìn xa ra vậy không giờ biết được là sơn lại ha. Dưới này thì các bạn nhìn sẽ không biết được luôn. Đây, các bạn nhìn thấy nó bùa chỗ này nè. Chỗ này các bạn thấy nó lạ lạ không? Đúng không? Dưới này thì thấy nguyên đúng không? Dưới này thì cũng còn nguyên. Nói chung là nó bị lõm vô khoảng cỡ 20 phân các bạn ha. 20 phân là từ phía bên ngoài nó lõm vô đây, cho nên là phần trên này nó không bị, nó chỉ lõm vô tới cái mắt này thôi, cho nên là không đáng kể. Vỏ bánh xe cua còn nguyên ha. Đằng sau rất là đẹp các bạn ha, màu đỏ. Thì anh chị nào ví dụ như đang có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp bên công ty Pháp Anh. Rồi cho các bạn xem phần check phần đầu xe một chút xíu ha. Vô lăng các bạn nhìn nè. Xe này thì nhiều anh em sẽ hỏi là km bao nhiêu. 13.000 các bạn, 13.000. Tiếp tục. Anh em nào ví dụ như là muốn đổi xe thì liên hệ mình nha. Đây phần đầu thì nguyên các bạn ha, không có một dấu bị lỗi. Ốc cabo thì cũng còn nguyên luôn các bạn. Các bạn nhìn nè. Không có dấu bị lỗi nha. Cái này là phần đầu là mình cam kết với các bạn. Máy là zin chưa bung các bạn nha. Zin chưa bung. Cabo, ốc cabo rồi phần chỉ cabo các bạn nè. Nguyên ha. Nguyên zin. Rồi, anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 077 55222 nha.